201. Hỏi: Trong kinh có dạy, nếu có chúng sanh muốn sanh về cõi nước tôi, thì với sự tín tâm kiên cố, niệm 10 lần danh hiệu tôi nhất định sẽ tiếp độ cho họ vãng sanh. Nếu không được như vậy, tôi quyết không thành Phật. Lại có đoạn nói: Kiên trì niệm Phật hiệu từ 1 ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì nhất định vãng sanh cõi cực lạc. Tại sao có 2 cách trình bày về kết quả của pháp niệm Phật như thế? Đáp: Trước đã nói, tín tâm kiên định thì trong tâm không còn tạp niệm, tin tưởng triệt để. Nếu như đạt được công phu như vậy thì lâm chung nhất định vãng sanh, đâu còn nhất thiết phải niệm đến 10 niệm. Sau đó nói rằng nếu kiên trì niệm Phật thì từ 1 đến 7 ngày là hy vọng đạt được điều kiện vãng sanh là như thế. 202. Hỏi: Với pháp môn tịnh độ thì vạn người tu, vạn người thành công, nhưng tại sao vẫn có nhiều người niệm Phật mà không được vãng sanh? Có phải là do họ phát tâm không chánh, hay là do họ tu hành không đúng, hay là Phật ứng vào nhân thế nên dùng biện pháp là tiên dĩ dục cao kiên, tức là trước tùy lòng mong muốn chúng sanh làm phương tiện giáo hóa? Đáp: Ở đây không nên dùng câu tiên dĩ dục cao kiên. Phát tâm bất chánh, tu hành không đúng mới là nguyên nhân chính yếu. Trả lời câu hỏi đó là nhấn mạnh vấn đề rằng vãng sanh không phải là để hưởng thụ cá nhân, mà vì mục đích cứu độ chúng sanh. Khi vãng sanh Tây Phương thì có điều kiện tu tập và đầy đủ bản lĩnh độ sanh. Cho nên người tu tịnh độ phát tâm cần phải chính đáng, tức là phát Bồ Đề tâm. Nếu không phát tâm như thế mà niệm Phật rác cổ họng cũng khó thành tựu. 203. Hỏi: Thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ nói, có thiền có tịnh giống như hổ mọc thêm sừng. Thiền tịnh song tu có phải so với chỉ tu một pháp môn là thù thắng hơn không? Đáp: Đó là nhắm đến hoàn cảnh đương thời mà khuyên những người tham thiền, bởi vì cảnh giới của thiền rất cao, mà pháp môn tịnh độ thì thích hợp và ổn định. Cho nên nói có thiền có tịnh giống như hổ mọc thêm cánh hoặc sừng, nhưng mà từ tịnh nhập thiền không phải ai cũng có thể đạt được trọn vẹn. Nếu như ước mơ viễn vông thì công lao trước đây đổ xuống sông hết. Nếu như hợp cả 4 câu lại thì mới đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta cần phải thể nghiệm cẩn thận ý nghĩa lời dạy đó của thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ. 204. Hỏi: Phương pháp niệm Phật dùng tâm niệm, tâm nghe và pháp môn nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm có giống nhau không? Có thể gọi đó là thật tướng niệm Phật không? Tâm năng niệm và tâm năng nghe là một hay là hai? Đáp: Tâm niệm, tâm nghe với pháp môn Quán Âm viên thông, nhập lưu vong sở và thật tướng niệm Phật không hoàn toàn tương đồng, nhưng tâm năng niệm và năng nghe chẳng phải là hai. Vì lúc nghe chính là lúc niệm, nhưng có thể nói là hai, vì có phải nghe và niệm đều quá rõ ràng. Giống như mặt trời đang chiếu giữa không trung, chiếu soi thì đương nhiên có ánh sáng, như thế tia sáng và ánh sáng là một, nhưng cũng có thể gọi không phải là một. 205. Hỏi: Đại đức xưa nay đều nói vấn đề vãng sanh phải xem người đó có đủ tín tâm và nguyện lực hay không, cấp độ cao thấp thì nên xem công phu người này sâu hay là cạn. Hiện tại có người đầy đủ tín, nguyện và hạnh, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề, chỉ mong vãng sanh để hưởng phước. Như vậy thì không thể tương ưng với tâm đại bi của Phật A-di-đà. Nếu như người này có đủ tín tâm và nguyện lực thì được vãng sanh hay không? Đáp: Có thể được vãng sanh, nhưng tương đương với địa vị nhân thiên hoặc là thanh văn. Không phát đại tâm thì khó đắc được Phật vị, nhưng đã đủ tín tâm và nguyện lực lại nhất tâm niệm Phật thì đủ điều kiện vãng sanh. Nhân vì thành tâm niệm Phật mà tiêu trừ 84.000 trọng tội, họ có lòng thành khẩn tin sâu năng lực của Phật, tự nhiên niệm Phật và được sự gia trì của Phật mà được vãng sanh. Nhân vì chưa phát đại tâm nên còn cách biệt với Phật, cho nên chỉ tương đương với quả vị nhân thiên hoặc là thanh văn. Nhưng tiếp tục tu hành thì sẽ phát đại tâm. Nếu không phát đại tâm thì sẽ không thành Phật. 206. Hỏi:
Nhân dân trong cõi cực lạc tuổi thọ vô hạn, lại không ngừng có người vãng sanh về cõi ấy. Tại sao có vấn đề chư Bồ Tát trở về giáo hóa chúng sanh ở thế giới chúng ta ngày càng ít? Đáp: thế giới chúng ta đang sống như một vi trần, hạt bụi. Trong đại thiên thế giới, riêng với Trung Quốc mà nói, thì chỉ là một phần nhỏ trong vi trần thế giới đó. Chỉ trong thời gian vài ngàn năm ở trần gian, đã có nhiều tổ sư tịnh độ và các bậc thánh nhân giáng sinh. Tại sao nói là ít? Cho đến ngày nay vẫn còn có nhiều, nếu không thì Tịnh Độ Tông đã bị tiêu hủy rồi. 207. Hỏi: đã từng nghe một vị cư sĩ nói, người trong thế giới ta bà muốn sanh về Tây Phương, còn người ở Tây Phương lại muốn sanh vào thế giới này. Như vậy, tâm cào là tuyệt để nhất. Vì tâm tức là Phật, cũng chính là tịnh độ. Thế thì chúng ta tu tịnh độ cần gì phải sanh về tịnh độ nữa? Đáp: những điều này hoàn toàn không đúng, rất có hại cho người. Cô nên biết, chúng ta cầu sanh cực lạc là vì muốn thoát ly sinh tử luân hồi. Người ở cõi Tây Phương muốn trở lại ta bà là do việc tu học đã thành tựu, theo nguyện lực mà độ chúng sanh. Phàm phu và các bậc thánh nhân hoàn toàn khác nhau. Ý nghĩa cầu sanh là hoàn toàn khác nhau. Vị cư sĩ nói cầu tâm, vậy người mới học Phật biết tâm là cái gì? Lại nữa, cái gì là cầu pháp? Tại sao dùng lời nói trống rỗng như thế? Tâm chính là Phật, là tịnh độ, lời lẽ không sai. Nhưng xin hỏi cư sĩ ấy có tâm hay là không? Nếu như có tâm thì chính ông ấy là Phật rồi hay sao? 208. Hỏi: Kinh A Di Đà nói, có chim Ca Lăng Tần Già, và loài chim này ngày đêm không ngừng phát ra tiếng pháp phi diệu. Như vậy, ở cõi Tây Phương cũng có ngày đêm hay sao? Ở thế giới đó, ban đêm cũng không dừng tiếng chim hót, và hoa không khép lại, hay là giống như thế giới chúng ta có sự tối tăm? Đáp: thực tế cõi Tây Phương không có phân biệt ngày đêm. Thế giới đó dùng hoa hợp lại và mưa hoa tính thời gian. Ánh sáng của thế giới chúng ta nhờ vào mặt trời, cực lạc khắp nơi đều là ánh sáng, tuyệt đối không có tối tăm. 209. Hỏi: người niệm Phật dùng phương pháp nào để biết quá khứ và vị lai? Đáp: biết quá khứ và vị lai là thuộc phương diện thần thông, không liên hệ gì đến vấn đề giải thoát sanh tử. Chớ nên mong cầu thần thông mà không tỉnh giác, vì sẽ dễ nhập vào cảnh ma. Phải biết niệm Phật là cầu vãng sanh Tây Phương. Một khi đến Tây Phương thì chứng đắc đầy đủ 6 phép thần thông. 210. Hỏi: tụng kinh gì để hồi hướng siêu độ cho hương linh cha mẹ, và như vậy có giúp cho cha mẹ vãng sanh hay không? Đáp: có diệu pháp Tỳ Lô Giá Na, Phật Quán Đảnh Quanh Minh Chú, có thể áp dụng thực hiện pháp siêu độ. Nghi thức này thuộc Mật Tông trong bộ Đại Tạng Kinh. Hỏi: niệm Phật xong thì hồi hướng, không biết một ngày hồi hướng một lần hay một tháng hồi hướng một lần? Tôi trước đây niệm Phật quên hồi hướng, nay hồi hướng có tác dụng gì không? Đáp: tốt nhất là niệm một lần, hồi hướng một lần. Trước đây niệm Phật, hiện tại hồi hướng đều có tác dụng. Một câu niệm Phật là một hạt giống kim can, trăm ngàn vạn kiếp không bị tiêu mất. 212. Hỏi: người vợ vừa sanh vài ngày thì đột nhiên gặp người đạo hữu từ trần, không biết cô ấy có thể tham gia trợ niệm hay không? Đáp: người mới sinh nở, khí huyết còn ô uế, chỉ ngại không tiện tham gia trợ niệm, nhưng cũng không vì vấn đề này mà không tham gia trợ niệm. Phật xem chúng sanh giống như là cha mẹ đối với con cái. Nếu như con cái bị nguy hiểm thì gọi cha mẹ. Cha mẹ không quản là tình trạng người con đó như thế nào, liền đi giải cứu. Cho nên sanh sản cũng cần niệm Phật như cũ, cầu Phật gia trì, còn có thuận lợi cho bản thân trong thời kỳ sinh nở. 213. Hỏi: có người hỏi, phụ thân của Phật A-di-đà là người như thế nào? Anh ta nói rằng
nếu như ông trả lời được thì tôi mới tin Phật. Đáp: Trước đây Hòa thượng Pháp Minh có đến Hòa thượng Đại Châu để hỏi vấn đề này, và đại sư trả lời rằng A Di Đà Phật họ Kiều Thi Ca, phụ thân có tên là Nguyệt Thượng, mẫu thân có tên là Thù Thắng Diệu Nhan. Điều này được nói trong Đà La Ni Tập. Còn có kinh Cổ Âm Vương nói: Rất lâu xa về trước, có một nước tên là Diệu Hỷ, có vị vua tên là Kiều Thi Ca, tổ phụ là vua Thanh Thái, phụ thân có tên là Nguyệt Thượng Chuyển Luân Vương, mẫu thân có tên là Thù Thắng Diệu Nhan Vương Hậu. Hạ sanh được ba người con. Người con thứ nhất có tên là Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca, và người con thứ ba tên là Đế Chúng. Đoạn văn này nói rõ ràng, có thể trả lời vấn đề người muốn hỏi. Nhưng tin Phật cần có nhân duyên. Nếu như đưa vấn đề này để làm điều kiện tin Phật thì anh ta chưa thành tâm. Mong đạo hữu nói với anh ta rằng thực hành Phật Pháp là việc lớn giúp chúng sanh xa rời đau khổ sanh tử, đạt được an lạc giải thoát. Tam bảo là vô thượng phước điền, mong đừng bao giờ đùa giỡn. Nếu tùy tiện mà chê cười thì sẽ mắc phải tai họa đáng tiếc, hủy diệt đời sống tâm linh của chính mình. 214. Hỏi: Kinh A Di Đà nói, người niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn thì lâm chung có thể vãng sanh. Căn cứ kinh điển, chỉ niệm Phật 7 ngày, thời gian rất ngắn. Người bình thường niệm Phật như thế đến lúc lâm chung có được vãng sanh không? Có cần ngày ngày đều niệm cho đến lúc lâm chung? Đáp: Nếu niệm sau 7 ngày, đạt được cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Nếu chưa đạt được cảnh giới đó thì đã gieo thiện căn sâu rồi. Khi đạt được nhất tâm bất loạn, ngày ngày cần niệm Phật cho đến lúc lâm chung. Nếu như giai đoạn giữa mà thối tâm thì không có phần vãng sanh. 215. Hỏi: Có người bảo sanh không ưu sầu thì chết không trở ngại, chỉ có người chân thật niệm Phật mới đạt được. Cho nên trên thế gian niệm Phật là việc quan trọng nhất, làm sao kiến giải lời nói đó? Đáp: Buông bỏ tất cả thế gian thì tâm mới an, lúc chết mới được thông dong tự tại, còn được sanh về cảnh giới rất tốt đẹp. Nếu như không có công phu tương ưng thì làm sao đạt được? Nhưng người niệm Phật có khác nhau, luôn nhất tâm niệm Phật, lúc lâm chung tâm không điên đảo thì hơn xa cảnh giới đã đề cập trước. 216. Hỏi: Chư Phật và Bồ Tát có nguyện lực sâu rộng, danh hiệu rất nhiều, nếu như tụng niệm hết tất cả thì cảm giác loạn động, giống như đa thần giáo. Nếu như chỉ niệm một hai danh hiệu Phật thì sợ mất phần công đức niệm các danh hiệu Phật khác. Như thế, đối với các Phật khác có thiếu đi sự cung kính không? Đáp: Danh hiệu của Phật A-di-đà là ý nghĩa vô lượng Phật, còn gọi A-di-đà Phật là Pháp giới tạng thân. Các bậc đại đức có dạy, niệm danh hiệu A-di-đà là niệm danh hiệu tất cả chư Phật trong vô lượng thế giới. Sau thời khóa còn tụng niệm thập phương ba đời tất cả chư Phật, tất cả Đại Bồ Tát, như thế là rất trọn vẹn. 217. Hỏi: Thế giới Tây Phương Cực Lạc có phải ở trong phạm vi quả địa cầu của chúng ta không? Đáp: Trong kinh đã nói rõ ràng, về phía Tây thế giới này trải qua 10 vạn ước Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc, cho nên nó không thuộc trong thế giới này. Nếu dùng ngôn ngữ của thiên văn học mà nói thì nó thuộc ngoài tinh cầu này. 218. Hỏi: Pháp môn Tịnh Độ có nói về đới nghiệp vãng sanh, tức mang theo các chủng tử ác nghiệp và thiện nghiệp khi vãng sanh, vậy tương lai có bị thọ báo hay không? Đáp: Thiện nghiệp và ác nghiệp có nhân duyên phù hợp mới khai hoa kết trái. Tây Phương không có ác duyên, chỉ có thiện duyên, nhân đó dễ tăng trưởng đạo tâm của chính mình. Đoạn tận tất cả nghi hoặc thì làm sao mà còn có thọ báo? Nếu thọ báo ứng, cũng gọi là báo ứng xuất thế chứng quả, hoàn toàn khác với nhân duyên nghiệp lực của chúng sanh, đưa đến chịu khổ vô tận trong luân hồi sanh tử, hoàn toàn không có tự chủ. 219. Hỏi: Hiện tại tôi rất thích niệm Phật,
Bởi vì lúc niệm Phật thì cảm giác rất thanh thoát và an lạc, cho nên đối với việc đọc tụng cảm thấy phiền toái. Trừ những nội dung liên hệ đến thân tâm, còn những cái gì khác thì không hứng thú. Tâm như vậy có đúng không? Đáp: thâm nhập một pháp môn rất tốt, nhưng nhất định cần có chí hướng kiên định, đừng để cảnh động ngoại giới dẫn dắt. 220. Hỏi: pháp môn niệm Phật về phương diện lý luận thì vạn người tu, vạn người đắc. Bên cạnh còn ghi lại nhiều vị đại đức vãng sanh, nhưng về tổng thể mà xét thì vạn người tu chỉ có một người đắc. Bởi vì trọng điểm là nhất tâm, trên thực tế không phải là chuyện dễ. Chúng sanh trong thời mạt pháp có căn cơ sai biệt, trí tuệ cạn cợt, khó đạt được nhất tâm. Mọi người chẳng qua nương pháp niệm Phật gieo trồng thiện căn mà thôi, rất khó ra khỏi luân hồi. Do đó tịnh độ so với các pháp môn khác chẳng có điểm nào là thù thắng. Đáp: vấn đề nhất tâm có hai cấp độ phân biệt, đó là tạm thời và vĩnh viễn. Người niệm Phật lâu dài thì đắc thượng phẩm, trung gian có gián đoạn thì đắc trung hạ phẩm. Tuy là cảnh giới này khó đắc, nhưng nếu như thâm tín niệm Phật, thường khởi niệm Phật thì lúc lâm chung không bị quên, tâm không điên đảo, tức được vãng sanh. Trong kinh nói, nhất tâm bất loạn là dạy người cái tiêu chuẩn cao nhất, như vậy mới dễ nắm chắc phần vãng sanh. Phần đông người không được vãng sanh, họ không có niềm tin chân thật, nguyện lực không tha thiết, niệm niệm thường gián đoạn, không thường khởi niệm Phật, tâm không ổn định, lúc đông lúc tây, buông lung bất định, do vậy không có duyên vãng sanh. Tu các pháp môn khác phải đoạn tận mê hoặc, minh tâm kiến tánh thì mới thành tựu. Như thế gọi là khó hành đạo. Tu tịnh độ cần thúc liễm thân tâm, nhất tâm niệm Phật thì cảm ứng Phật lực, tức được đới nghiệp vãng sanh, cho nên nói là dễ hành đạo. Cổ đức nói, không qua ba kiếp tu phước huệ, chỉ dùng lục tự suốt càn khôn. Nếu đem các pháp môn khác mà so sánh, làm sao được điểm thù thắng như vậy? Hỏi: người học Phật cần phải rõ sự lý. Đối với pháp môn niệm Phật, thế nào gọi là sự và thế nào gọi là lý? Đáp: lý là chỉ cho giáo lý và ý nghĩa kinh điển, phải nhận thức thông suốt mới biết chính xác phương pháp. Sự chỉ cho tất cả phương pháp và luật nghi, phải thực tế và cụ thể mới có thể thực hành thành tựu. 222. Hỏi: kinh A-di-đà dạy, muốn sanh vào cõi cực lạc thì không thể lấy chút ít thiền căn phước đức làm nhân duyên, và cũng dạy 10 niệm vãng sanh. Hai điều này khó và dễ cách biệt nhau rất xa, cho nên người tu tịnh độ có nghi vấn, xin chỉ dạy. Đáp: thiện căn phước đức thông dụng và thích đáng nhất trong tịnh độ là vạn người tu vạn người đắc. 10 niệm vãng sanh là do người này tiền kiếp thiện căn thâm sâu. Người thượng căn thượng cơ, trong một niệm thì chặt đứt vọng tưởng. Đây là kết quả tinh thành chuyên nhất. Một câu Phật hiệu tiêu trừ 80 ức kiếp rộng tội sanh tử, huống gì là 10 niệm. Nhưng người đạt được trình độ này thì 100.000 người may ra mới có một người mà thôi. 223. Hỏi: Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát có phải là tổng xưng vô lượng, vô biên Bồ Tát ở trong hư không, hay là chỉ riêng danh hiệu một vị Bồ Tát? Đáp: chỉ cho tất cả Bồ Tát tại Tây Phương Cực Lạc. 224. Hỏi: kinh A-di-đà có dạy, chúng sanh trong cõi cực lạc buổi sáng thường đi hái hoa, cúng dường 10 vạn ức chư Phật ở cõi Phật khác, đến giờ cơm trưa trở về lại cõi nước mình. Tại sao lúc Phật Thích Ca còn tại thế, không có người dân cực lạc đến cúng dường? Đáp: Bồ Tát Quán Thế Âm trong hội Pháp Hoa, Bồ Tát Đại Thế Chí trong hội Hoa Nghiêm là từ quốc độ nào đến? Trong lúc Phật thuyết Pháp, 80.000 vạn ức Bồ Tát đến vân tập. Trong các vị Bồ Tát đó, vị nào đến từ Tây Phương,
ông có thể chỉ ra không? 225. Hỏi: Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Trong khoảng thời gian đó đến nay, có nhiều người được vãng sanh và đều có thần thông. Tại sao không thấy một ai trở về để chứng minh cho chúng ta biết có một thế giới Tây Phương chân thật đang tồn tại? Đáp: Có nhiều người trở lại, nhưng do vì chúng ta người trần mắt thịt nên có thấy cũng không biết. Xưa có Hòa Thượng Phong Càn là người đại diện. Thế giới Tây Phương là từ kim khẩu Đức Phật thuyết. Lịch Đại Tổ Sư vì chúng ta mà chứng minh. Cư sĩ chưa từng nghe nói hay sao? 226. Hỏi: Trong kinh có thuyết, từ phía Tây cách thế giới chúng ta 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Đường xá quá xa như vậy là quá mơ hồ chăng? Nếu như Phật có vạn đức vạn năng, sao không đem tam giới lục đạo chúng sanh biến thành tịnh độ? Tại sao nhất định niệm Phật mới được vãng sanh? Phật có sức từ bi, không điều kiện, sao mà yêu cầu chúng sanh niệm danh hiệu Phật mới được tiếp dẫn về Tây Phương? Đáp: Thái Dương Hệ có 9 hành tinh, ngoài ra còn có nhiều Thái Dương Hệ khác. Có phải đây là thêm sự mơ hồ? Trong kinh đã dạy chúng ta rằng tâm, Phật và chúng sanh cả ba đều không khác biệt. Cần biết Phật có vạn đức vạn năng, tâm có vạn đức vạn năng, tâm tịnh mới có tịnh độ, tâm uế thì sanh uế độ. Bản chất thế giới vốn không không, không dơ cũng không sạch, sạch hay dơ đều do tâm tưởng mà sanh ra. Phật tức là tịnh, niệm Phật tức sanh tịnh độ, không niệm Phật thì tâm bất tịnh, tức không sanh tịnh độ. Không niệm Phật thì sẽ bị chìm đắm trong dục vọng thế gian, làm sao sanh tịnh độ? Phật xem tất cả chúng sanh là con của Phật, cho nên tất cả thế giới đều là tịnh độ. Nhưng vì Phật và chúng sanh có thế giới khác biệt, cần biết rõ ý nghĩa đại thiên thế giới là do tâm tạo. Những vấn đề này đã được tinh nhận và giảng rồi. Muốn tâm thanh tịnh tức phải có tâm từ bi rộng lớn vô biên. Đây chính là nguyên nhân vì sao chúng sanh chúng ta nên nhớ nghĩ đến Phật mọi lúc. Nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật thì tâm chúng ta với tâm Phật tương thông. Đây chính là nghĩa lý để chúng ta niệm Phật vãng sanh. Nếu như trong tâm chúng ta có nhiều vọng niệm thì tâm ấy cách Phật một bức tường rất dày. Phật đương nhiên thường nhớ nghĩ chúng ta, nhưng chúng ta lại trốn Phật. Vậy thì biết làm sao? Ví như con bỏ nhà, dù cha mẹ thường mong nhớ ngày đêm, nhưng con lại không hồi tâm thì càng ngày càng xa cha mẹ. Chỉ có cách người con thường nhớ cha mẹ mới mong có ngày gặp nhau. 227. Hỏi: Pháp môn tịnh độ là pháp môn một đời thành tựu mà lại dễ thực hành. Tại sao Đức Phật đương thời không tán thán và hoằng dương pháp môn này, mà chỉ có Tam Kinh Nhất Luận thuyết về pháp môn này thôi? Tại sao thời kỳ chánh pháp và tượng pháp, người ta chỉ tu pháp môn khác, còn đến thời mạt pháp mới phát triển pháp môn tịnh độ? Nếu nói pháp môn tịnh độ so với pháp môn khác là hay hơn, thế là người trong thời kỳ mạt pháp so với người trong thời kỳ chánh pháp và tượng pháp có phước báo lớn hơn hay sao? Nếu nói như vậy thì một trong tám nạn là sanh trước Phật và sanh sau Phật, làm sao mà giải thích? Đáp: Khởi đầu giảng kinh Hoa Nghiêm và kết thúc giảng kinh Pháp Hoa, Đức Phật đều tán thán pháp môn tịnh độ. Còn nhiều kinh điển khác đều tán thán không kể hết. Đúng là ngàn kinh vạn luận đều quy về một lý. Không biết còn muốn tán thán sao nữa đây, hay là muốn đem toàn bộ Phật pháp bỏ hết, chỉ còn để lại giáo nghĩa tịnh độ mới gọi là tán thán hay sao? Chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp là căn cứ căn cơ sai biệt của chúng sanh mà phân ra, không phải chỉ cho một thời kỳ là phải tu học một pháp môn khác nhau. Ông nói thời mạt pháp mới hưng khởi pháp môn tịnh độ là sai lầm lớn rồi. Với các pháp môn khác, để đoạn trừ nghi hoặc, đòi hỏi thành phần lợi căn mới đạt được. Riêng pháp môn tịnh độ có thể đới nghiệp vãng sanh, nên mọi người đều tu được. Người lợi căn tu càng dễ thành tựu hơn. Còn trả lời vấn đề sau cùng, trước khi Phật ra đời thì chưa có kinh điển. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, do không hiểu nghĩa kinh nên mới phát sanh tranh cãi. Chúng sanh dễ nhập vào đường sai lầm, cho nên mới dẫn ra một trong tám nạn. 228. Hỏi:
Đến lúc lâm chung khó mà quán tưởng tượng Phật, quán tưởng Tây Phương cũng không được. Thầy tôi bảo phải quán tưởng giới đàn thọ giới. Đây là một nơi rất tốt, xin hỏi là tốt ở chỗ nào? Là tam thiện đạo hay là ở tại thế giới cực lạc? Đáp: lâm chung tứ đại phân ly nên rất khó quán tưởng, chỉ có niệm Phật là thích đáng. Giới đàn là hình ảnh tốt, đó là dạy người khắc sâu trong tâm một cảnh trí thanh tịnh, để tránh mọi thời xuất hiện cảnh tướng thế tục và sẽ phát sinh vấn đề khác. Người tu tịnh độ nên khắc sâu hình ảnh thanh tịnh, nhưng phải nên niệm Phật trợ lực và luôn mong muốn vãng sanh. 229. Hỏi: người nhập thất 7 ngày được nhất tâm bất loạn thì nhất định được vãng sanh. Đáp: thường ngày rắc bằng không thể tiếp tục tụng niệm thì có thể được vãng sanh không? Đáp: phải có sự tu niệm liên tục, bận việc thì áp dụng pháp 10 niệm, hàng ngày đi đứng nằm ngồi trong tâm thường mặc niệm Phật, thực hành như thế cũng được vãng sanh. 230. Hỏi: khi tuổi trẻ niệm Phật, có trường hợp tuổi trẻ được vãng sanh không? Đáp: không kể bất cứ làm việc gì, bắt đầu khi tuổi còn trẻ là rất tốt. Giống như trồng cây thì phải trồng từ cây con. Vấn đề vãng sanh chỉ xảy ra sau khi thọ mạng đã tận, chứ không phải niệm Phật để cầu mau chết. Nhưng đường về âm phủ không riêng gì người già hay trẻ, cho nên ai cũng cần sớm chuẩn bị cho mình một ngày phải từ giã cõi đời. Hỏi: chỉ niệm Phật mà không làm việc công đức có được vãng sanh không? Đáp: tịnh độ là pháp môn đại thừa, công đức là làm việc lợi ích giúp đời. Niệm Phật là công đức giống như hai cánh chim, không thể thiếu một. Nhưng công đức không nhất thiết phải có tiền tài, giúp người niệm Phật là công đức chân thật. 232. Hỏi: nếu chúng ta dùng công niệm Phật nhưng bất ngờ nổi tâm nóng giận và xung đột với người khác, tâm sân hận này đến lúc lâm chung không thể quên, hạng người như thế niệm Phật có được vãng sanh không? Đáp: đừng lo niệm khởi, chỉ lo tỉnh giác muộn màng, hãy nên quán xét thường xuyên. Nếu biết sự nguy hại của nóng giận, vậy tại sao không sớm sửa đổi tâm tánh? Sao phải giữ tâm ấy đến lúc lâm chung? Một niệm hiện tiền vô cùng quan trọng, tâm nóng giận thì cách xa Phật. Niệm Phật chính là cảm ứng Phật lực, tâm nóng giận sẽ gây chướng ngại, làm sao mà nói đến chuyện vãng sanh. 233. Hỏi: khi lâm chung ma hóa thành Phật A Di Đà tiếp dẫn thì làm sao mà biết được? Đáp: vấn đề này không cần phải lo lắng, vì khi bình thường tâm niệm Phật A Di Đà, đến lúc lâm chung chánh niệm A Di Đà thì nhất định không phải là của cảnh ma. Nhân nào thì quả ấy. Nếu như thường ngày không chuyên tu niệm, tâm ý không chuyên nhất, thì lúc lâm chung không có chánh niệm, đến lúc đó biết rõ ràng là cảnh ma thì cũng không còn cách nào cứu được rồi. Cho nên mới cần trợ niệm lúc lâm chung. 234. Hỏi: Phật giáo Nhật Bản có một tông phái được gọi là Pháp Hoa Tông, chuyên trì niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Sự thật này có ý nghĩa gì? Kết quả sau cùng về đâu? Đáp: phương pháp trì niệm có nhiều ý nghĩa trong đó. Như nhà thiền niệm thoại đầu khai ngộ, tịnh độ thì cầu sanh Tây Phương. Trung Quốc cũng có Pháp Hoa Tông, nhưng phương pháp tu khác với Nhật Bản. Pháp Hoa Tông của Nhật Bản tôi không biết tường tận, thiết nghĩ họ niệm danh đề kinh cũng là một cách tu học. Nhưng ý nghĩa niệm như vậy cùng với cách niệm của nhà thiền tương đồng. Khuynh hướng đó có thời gian phân định dài hay ngắn, mục đích niệm đi về đâu thì nên biết người đó tu hành phát thệ nguyện như thế nào. 235. Hỏi: Phật A Di Đà phát 48 nguyện, trong đó có một nguyện nói rằng chí tâm phát nguyện sanh về cõi nước tôi thì cần niệm 10 lần danh hiệu tôi. Nếu như không được sanh về đó thì tôi quyết không thành Phật. Nếu thật như vậy
thì người ta dù có tạo tội nặng đến đâu, nhưng chỉ cần niệm 10 lần danh hiệu Phật sẽ được vãng sanh sao? Xin hỏi, 10 danh hiệu Phật này là lúc bình thường niệm hay là đến lúc lâm chung mới niệm? Đáp: 10 niệm vãng sanh là chỉ lúc lâm chung. Người tạo tội nghiệp nặng đó do kiếp trước có gieo trồng nhiều thiện căn, cho nên đến lúc lâm chung mới có thể nhớ tới 10 niệm. Chí tâm phát nguyện 10 niệm vãng sanh thì lúc bình thường cần niệm như thế nào để gieo nhân lành trước. Nhưng đến lúc nào vãng sanh nên xem khả năng nỗ lực của họ. Một đời hay nhiều đời không nhất định. Người tu tịnh độ không nên giữ tâm lý chờ đợi cơ hội đó. Vì bình thường không tinh tấn, đến lúc lâm chung có trăm khổ ngàn sầu trói buộc, tay chân rã rời thì một niệm cũng không niệm nổi. 236. Hỏi: lâm chung khởi một niệm Di Đà thì được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Một niệm tâm từ bi khởi cũng được sanh về cõi trời. Một niệm tâm sân hận thì đọa làm thân rắn. Từ đó mà suy ra, có phải rằng nhất niệm vô sanh chính là Niết Bàn không? Đáp: ba trường hợp trước thuộc diễn tiến sự sanh. Nếu như nhất niệm vô sanh, ngay niệm ấy chính là Niết Bàn. Nếu như ngay một niệm cũng không còn, đó là tương ưng rồi. 237. Hỏi: nếu bảo rằng tịnh độ thuộc cả hai hệ giáo lý Đại Thừa và Tiểu Thừa, vậy thì xin Thầy giảng cụ thể hơn. Đáp: pháp môn tịnh độ vốn thuộc Đại Thừa, bởi vì trong giáo lý Nguyên Thủy, Phật không đề cập đến các cõi Phật khác. Người cầu vãng sanh chú trọng phát nguyện chứng quả để trở lại ba cõi cứu độ chúng sanh, chứ không an trú tại cõi Cực Lạc để hưởng phước đó. Cho nên kinh dạy phát tâm Bồ Đề là chánh nhân của vãng sanh. Nhưng đây là pháp môn phổ cập ba căn cơ, ngay cả hạng người chỉ muốn cầu giải thoát chính mình cũng có thể niệm Phật vãng sanh. 238. Hỏi: trong mộng thường nói với người khác rằng thế giới này quá xấu ác, thân này là gốc của sự thọ nhận khổ đau, tại sao lại luyến ái chúng? Mong mọi người mau mau niệm Phật để xa lìa khổ nạn, đạt được an vui. Nếu mọi người hoan hỷ nghe tôi sẽ đem thân này bố thí cho mọi người. Xin hỏi đây là cảnh giới nào? Có phải là chấp tướng không? Đáp: mộng là phản ảnh của tâm niệm. Trước địa vị đẳng giác Bồ Tát đều có hiện tượng mộng. Mộng có thể biểu hiện ý nghĩa thanh tịnh hay ô nhiễm, biểu hiện sự tiến thối của công phu niệm Phật. Nếu như cư sĩ thường bảo trì giấc mộng đó, chính là ý niệm cầu giác ngộ và cứu độ chúng sanh. Đó chính là tâm cảnh của Bồ Tát, tinh tấn dõng mạnh. Rất tốt, rất tốt. Trong mộng như vậy, tỉnh dậy cũng như vậy. Tịnh nghiệp nhất định mau chóng thành tựu. Đó là tự lợi và lợi tha. Nếu như luôn giữ tâm tự lợi và lợi tha, thì làm sao gọi là chấp tướng? 239. Hỏi: trong lúc tịnh tọa, thường niệm thầm danh hiệu Phật, có gì chướng ngại không? Đáp: mặc niệm rất dễ nhập định, rất tốt. Mặc niệm cũng thích hợp lúc ngủ, niệm thành tiếng mất sự cung kính. 240. Hỏi: tụng kinh và niệm Phật có cần ghi nhớ số lượng không? Đáp: phương pháp ghi lại số lượng mục đích kiểm tra sự tiến bộ của chính mình. Nếu như người chuyên tu thì có thể quy định số lượng tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, tinh tấn không lui sụt là được rồi. Hỏi: tham thiền và niệm Phật có công đức tương đồng, vậy sau mỗi lần tham thiền có phải hồi hướng sanh tịnh độ không? Nếu như đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, thế thì hồi hướng vào lúc nào? Đáp: niệm Phật phân ra định khóa là trong thời khóa và tán khóa là ngoài thời khóa. Định khóa gồm hai thời tụng niệm buổi sáng và buổi tối. Trong thời định khóa thì tịnh tọa là rất tốt rồi. Tịnh tọa ở đây là mặc niệm Phật, tức niệm thầm danh hiệu Phật, giúp tâm định tĩnh, xong rồi thì hồi hướng.
tán khóa thì đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật, lúc nào nghỉ thì hồi hướng. 242. Hỏi: Kinh A Di Đà dạy rằng A Di Đà Phật thành Phật đến nay đã hơn 10 kiếp, nhưng tuổi thọ của Phật A Di Đà là vô lượng vô biên. Vậy thì trước 10 kiếp có thế giới Cực Lạc không? Đáp: Đoạn kinh này chính là nói đến Phật báo thân. Báo thân Phật thì có bắt đầu mà không có kết thúc. Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng thế giới Cực Lạc là do nguyện lực của Phật A Di Đà mà thành tựu, cho nên trước 10 kiếp đó là chưa có thế giới Cực Lạc. 243. Hỏi: Mục đích trì danh niệm Phật là trừ tạp niệm, đạt tâm vô quái ngại, như vậy mới có thể vãng sanh. Nhưng tôi là quân nhân, khó có giây phút bình yên. Lẽ nào đạt được mục đích này? Nhưng nguyện vọng của tôi không phải là vãng sanh, mà chỉ cầu tương lai thành Phật để cứu độ chúng sanh. Không biết như vậy có thể đạt được ý nguyện không? Đáp: Phổ độ chúng sanh cần có trí tuệ, học vấn và nhiều điều kiện khác, không phải là không tưởng mà có thể độ chúng sanh. Mục đích vãng sanh Cực Lạc là cầu đắc trí tuệ, học vấn mau thành tựu, sau đó theo nguyện mà trở lại cứu độ chúng sanh. Giống như muốn cứu người chết đuối thì tự mình trước phải học cách bơi lội giỏi. 244. Hỏi: Thời gian nhập thất, chỉ tịnh thì tâm niệm thầm danh hiệu Phật, hay là trong tâm không nên có bất cứ một pháp nào? Nhưng lúc niệm danh hiệu Phật, trong tâm vẫn chưa yên tịnh. Thời gian chỉ tịnh chỉ muốn trong tâm không khởi một niệm, vậy nên áp dụng phương pháp nào? Đáp: Tu tịnh độ vốn có phương pháp của Tịnh Độ Tông. Các tổ sư trước đây từng dạy rằng nhập thất chỉ tịnh thì chỉ niệm danh hiệu Phật thầm trong tâm, như vậy mới gọi là tịnh niệm tương tục. Nếu như muốn đạt được không khởi niệm, hoặc là không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, thì không phải người mới tu có thể đạt được trình độ đó. Nếu chưa đạt được mà miễn cưỡng chế ngự thì sanh ra trạng thái khống chế tâm, nó cũng thuộc vào vọng niệm, cũng chỉ là một thứ bệnh. Nếu như người có tâm thuần thục và khéo tu, có thể đạt chân thật chỉ tịnh thì giữ tâm ấy, chớ nên chấp chặt vào một phương pháp. 245. Hỏi: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng cách nào mà biết được có thế giới Tây Phương Cực Lạc? Đáp: Phật có thần thông vô lượng vô biên. Người có thiên nhãn thông thì thấy rõ khắp đại thiên thế giới, huống gì Phật có thần thông vô biên. 246. Hỏi: Tôi nhớ cách đây mấy đêm, nằm mộng thấy mình khi đi trên đường đã gặp một cô gái khoảng chừng 15 tuổi. Cô ấy chào tôi, tôi liền gật đầu trong cảm giác mê mờ với tư thế đứng chao đảo. Biết đó là ma, tôi liền niệm Phật, và vị ma này lập tức té nhào xuống. Tiếp đến tôi thấy con ma, cháu cũng đều bị té nhào xuống. Khi tiếng niệm Phật của tôi vừa dừng, ma này lập tức đứng dậy. Tôi liền tỉnh lại, xin hỏi đây là cảnh giới nào? Đáp: Chúng sanh trong lục đạo đã gây nhiều điều xấu ác, kết nối nhiều oán gia trái chủ. Khi tâm bất chánh sẽ bị ma dẫn dắt, khi tâm chánh ánh sáng hiển lộ thì có thể giải trừ tai họa. Lúc niệm Phật tâm tức là Phật, thì ma oán làm sao tới gần được. 247. Hỏi: Loài chim tại thế giới Tây Phương Cực Lạc đều có thể nói pháp, khiến cho người nghe khởi tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng, sanh về Tây Phương, hóa sanh trên hoa sen cũng còn phải niệm Tam Bảo nữa sao? Đáp: Đây là đối với người đới nghiệp vãng sanh mà nói. Có nghi hoặc liền khởi vọng niệm, phải thường xuyên nghe pháp thì tâm mới khế hợp với Tam Bảo. Xa vọng hiển chân, nếu như không xa rời vọng hiển lộ chân thì làm sao chứng đắc quả vị nhất sanh bổ xứ. 248. Hỏi: Nghe nói Quán Thế Âm cứu sanh không cứu tử, A Di Đà Phật cứu tử không cứu sanh, như thế thì khỏi cần vội vàng cầu tử để gặp Phật A Di Đà? Đáp: Đây là lối nói bậy bạ. Kinh nói chí tâm niệm Phật một câu tiêu trừ 80.000 ức kiếp trọng tội sanh tử, đây không phải là chứng cứ Di Đà cứu sanh hay sao? Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa có nói:
với các cõi khổ đau khác nhau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sanh lão bệnh tử, khổ sẽ khiến cho dứt sạch. Lẽ nào đây không phải là bằng chứng Quan Thế Âm cứu tử hay sao? Nếu nói niệm Phật cầu máu chết để gặp Phật A-di-đà lại càng sai lầm. Giống như dự trữ lương thực không phải là vì mục đích cứu trợ lúc mất mùa đói khát hay sao? 249. Hỏi: pháp môn tịnh độ tuy nói là rất thù thắng, nhưng đến lúc lâm chung không được mất chánh niệm, nhất tâm xưng danh mới cảm ứng đạo giao và được Phật tiếp dẫn. Nếu như người tu trì bị bom đạn chết hay bỗng nhiên gặp thiên tai nhân họa, trong trường hợp này không kịp niệm Phật thì có bị chướng ngại vãng sanh không? Đáp: vấn đề ông hỏi với người không thật tu và không đủ tín, nguyện và hạnh mới xảy ra. Những hàng người như thế không gặp sự cố rủi ro như ông nói thì cũng không được vãng sanh. Ở trong cảnh bom đạn dữ dội, thiên tai nhân họa mà không lo gấp rút niệm Phật, thực tế là do lúc bình thường biếng nhác nên không nghĩ đến niệm Phật, tâm của họ vốn đã không lo tu niệm rồi. 250. Hỏi: người niệm Phật nếu như lúc lâm chung mà khởi phiền não, chính là cái nhân đọa tam đồ ác đạo. Bình thường khởi niệm ác chính là nhân bị đọa tam ác đạo. Nếu như khởi niệm ác liên tục thì vĩnh viễn luân hồi trong ba đường ác hay sao? Đáp: một niệm biến khắp 10 pháp giới chính là gieo chủng tử trong 10 pháp giới. Người niệm Phật nếu như lúc lâm chung khởi niệm ác đương nhiên bị đọa lạc, nhưng bình thường niệm Phật sẽ không bị tiêu hủy. Nhân duyên chưa thành thục không thể vãng sanh, nhưng có thể nương nhờ Phật lực sanh về cảnh giới thiện. Người không niệm Phật thì không có lợi ích này. Nếu như ác niệm không ngừng thì đời đời kiếp kiếp đọa lạc trong ba đường ác. Hỏi: niệm Phật phải cần cung kính nhất tâm, nên phải từng từ từng chữ rõ ràng minh bạch, tốc độ không được quá nhanh, nhưng niệm Phật số nhiều thì có lợi ích. Có phải rằng nếu còn khoảng trống giữa mỗi niệm là chưa được tương tục? Đáp: niệm Phật từng từ rõ ràng là một điều kiện, nỗ lực nhiều niệm cũng là một điều kiện. Nếu như mong muốn niệm rõ ràng mà số niệm quá ít, hoặc mong muốn số niệm nhiều mà niệm quá thô tháo thì không có hiệu quả cao. Nếu như niệm rõ ràng gia thêm sự liên tục thì đó chính là tu niệm tuyệt hảo nhất. 252. Hỏi: A-di-đà Phật thành Phật đến nay đã 10 kiếp, tại sao đã độ chúng sanh 10 kiếp rồi mà chúng sanh càng ngày càng nhiều? Đáp: hư không vô tận, thế giới vô tận, chúng sanh vô tận. Chúng sanh trong lục đạo qua lại không chướng ngại. Không chỉ chúng sanh trong địa cầu chúng ta sanh ở trong thế giới này, hay chúng sanh ở thế giới khác chỉ sanh ở thế giới khác. Chúng ta sanh ở địa cầu nhỏ bé này, làm sao biết được vô số chúng sanh trong cả đại thiên thế giới? 253. Hỏi: thế giới cực lạc cách xa thế giới chúng ta, tại sao nói chỉ trong thời gian vẫy tay là đến Liên Trì? Liên Trì tức là ao sen báo tại cõi Tây Phương cực lạc. Đáp: tâm vãng sanh Tây Phương chứ không phải là thân tứ đại giả hợp này vãng sanh. Đối với tâm niệm, một nháy mắt thì đến rồi, thời gian vẫy tay là còn chậm. Trên thế giới, vận tốc cái gì là nhanh nhất? Đó là năng lực của ý niệm. Hỏa tiễn, vệ tinh, tốc độ ánh sáng đều không thể nhanh hơn nó. Vấn đề ý niệm đến đó chỉ là trong một nháy mắt. 254. Hỏi: kinh A-di-đà nói rằng A-di-đà Phật thành Phật đến nay đã hơn 10 kiếp. Ở thế giới ta bà, cứ ba đại A-tăng kỳ kiếp thì xuất hiện một vị Phật. Vậy, trước Phật Thích Ca, có vị Phật nào thiết về tịnh độ không? Chúng sanh thời gian đó được vãng sanh không? Đáp: không tìm thấy căn cứ thì không dám trả lời tùy tiện. Từ lý mà nói, trước Phật A-di-đà thì không có Tây Phương cực lạc. Do vậy,
các vị Phật trước thời đó tại thế giới Ta Bà không có nói về đạo lý vãng sanh cực lạc. Sau khi Phật A-di-đà thành tựu cực lạc, đã có vị Phật trước thời Phật Thích Ca khuyên sanh về cực lạc rồi. Kinh A-di-đà nói, đã phát nguyện, nếu đã sanh, là Phật Thích Ca chỉ cho chúng sanh đã tu theo pháp môn tịnh độ trước thời Ngài xuất hiện. Chư Phật đồng đạo lý, Phật Thích Ca đã nói như thế, các vị Phật trước nhất định nói như thế. 255. Hỏi: sau khi vãng sanh Tây Phương, lại nghe Phật A-di-đà thuyết pháp, không biết có tương tự với hiện tại không? Đáp: chư Phật cùng đạo lý không có hai dạng, nhưng trước khi vãng sanh là phàm phu tục tử, sau khi vãng sanh là nhập vào cảnh giới thánh nhân, cho nên cái khả năng nghe Phật pháp có khác nhau rồi. 256. Hỏi: người chưa tin Phật pháp thường nói rằng niệm Phật là hình thức, vãng sanh chỉ là giả thuyết. Vậy làm sao giải thích cho họ hiểu? Đáp: cô nên xem hạng người nào nói. Nếu họ theo tín ngưỡng Thiên Thần Giáo thì có thể hỏi lại họ rằng Thiên Thần có phải là giả thuyết hay không. Nếu họ có tín ngưỡng thờ cúng Tổ Tiên thì có thể hỏi họ rằng Tổ Tiên có phải là giả thuyết hay không. Nếu cả hai tín ngưỡng mà họ không tin, chính họ là hạng người tà kiến, chấp vào lý thuyết đoạn diệt, thì Phật độ còn chưa được, huống gì vài lời khuyên của cô. 257. Hỏi: người tu theo pháp môn tịnh độ, sau khi chết có thể thoát ly luân hồi lục đạo, như vậy phải đến thế giới Tây Phương mới tu hành thành Phật hay sao? Đáp: thật sự là như vậy. Chỉ cần vãng sanh về Tây Phương cực lạc thì sự tu hành không bị chướng ngại và sẽ chứng quả vị Phật với thời gian rất ngắn. Không giống như chúng ta đang ở trong thế giới này, ác duyên nhiều, thanh tịnh duyên quá ít nên chướng ngại việc tu hành. Tu chứng quả Phật sẽ mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ghi chú: một đại kỳ kiếp gồm 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.798.000 năm, tức là 16.798.000 năm nhân 4 nhân 20 là bằng 1.343.120.000 năm. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là gấp 3 lần như vậy. 258. Hỏi: thế giới cực lạc có đồng nhất ngôn ngữ hay không? Nếu như không thì làm sao có sự liên hệ Phật A-di-đà thuyết pháp dùng loại ngôn ngữ nào? Chúng ta dùng ngôn ngữ nào của từng địa phương riêng để niệm Phật, tụng kinh, cầu nguyện có hiệu quả không? Đáp: vừa sánh đến thế giới cực lạc thì có đủ thần thông và biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại phân thành 4 phương diện, thông đạt các ngôn ngữ là một trong những phương diện đó. Ngay cả tiếng chim hót và tiếng cây rung đều có thể biết rõ nghĩa lý trong đó. Cho đến ngôn ngữ Đức Phật thuyết pháp cũng rất đặc biệt. Chỉ dùng một loại ngôn ngữ thuyết pháp, tất cả thính chúng nghe pháp đều hiểu được. Hiểu rõ ý nghĩa này thì biết được rằng bất kể dùng ngôn ngữ nào mà tụng kinh niệm Phật và cầu nguyện với tâm cung kính thì đều có hiệu quả giống nhau. 259. Hỏi: người tu Tịnh Độ Tông và các tông phái khác thờ tượng Phật có giống nhau hay không? Đáp: mỗi tông phái đều có thờ phụng các tôn tượng liên quan đến sự tu học của mình và phải tuân theo đúng pháp. Như Tịnh Độ Tông thờ Tây Phương Tam Thánh, Hoa Nghiêm Tông thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh, phái Hồng Giáo Mật Tông thờ Sư Tổ Liên Hoa, phái Huỳnh Giáo Mật Tông thờ Tổ Sư Khách Ba, vân vân. Tuy có sự khác nhau đó, nhưng có điểm chung là các tông phái đều thờ Thích Ca Mâu Ni. 260. Hỏi: nơi bàn thờ Phật trong nhà có treo các tượng thần linh, như vậy có thích hợp không? Đối với người tu Tịnh Độ, thờ như vậy có quan hệ gì không? Đáp: Phật là tối thượng, thần linh thấp hơn Phật nên không thờ ngang nhau. Hơn nữa, người quy y Tam Bảo chỉ nên thờ Phật. Nếu như thờ không đúng pháp, trong tâm mang ấn tượng về thần linh, tự nhiên ảnh hưởng sự tu hành. Nếu như đã thờ tượng tại nhà thì nên thỉnh về thờ tại đình miếu. Phật pháp bình đẳng, tuy không thờ thần linh nhưng không có thái độ khinh mạn. Khi thấy tượng thần thì nên cung kính, giống như cha mẹ trong nhà thì nên hiếu dưỡng, khách đến nhà cũng nên đối xử cung kính.
261. Hỏi: Nghe nói niệm Phật hoặc tụng chú chắc chắn có cảm ứng lớn, có khả năng tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng không biết tiêu trừ bao nhiêu nghiệp hay là chỉ tiêu trừ nghiệp hiện tại mà thôi? Đáp: Bất kể là nghiệp quá khứ hay hiện tại, tất cả đều được tiêu trừ. Băng tuyết đóng dày 3 thước chẳng phải chỉ do một ngày mùa đông, nhưng khi gió xuân vừa thổi tới thì tất cả lớp băng tan chảy thành nước. Vậy xin hỏi, lớp băng mới hay là lớp băng cũ tan chảy? Chỉ có thời gian làm tan chảy mà thôi, từ cạn cho đến sâu chỉ trong một quá trình tan chảy. 262. Hỏi: Đệ tử sau một thời gian tu học có cảm giác rằng nghiệp chướng so với trước đây càng ngày càng nhiều, không biết nguyên nhân từ đâu. Có phải làm việc lành thì gặp nhiều trở ngại, đào cao 1 thước, ma cao 10 thước, hay là nhiều kiếp đến nay tất cả nghiệp chướng báo ứng phải nhận đều dồn vào kiếp này? Có phải sau một đời thọ báo xong mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Đáp: Chính vì rút ngắn thời gian thọ báo một đời, cho nên mới cảm nhận rằng so với trước có nhiều ma chướng hơn. 263. Hỏi: Ao sen ở cõi Tây Phương, đài sen hóa thân trên hoa sen, hay chư Phật và Bồ Tát thường cất bước trên hoa sen? Nói tóm lại, hoa sen có điểm gì kỳ diệu? Đối với Phật giáo có liên quan gì? Đáp: Phật có 2 phương diện, quyền và thật. Quyền là phương tiện, thật là cứu cánh. Lấy quyền mà hiển thật, hoặc là phế bỏ quyền mà tạo lập thật. Phải cần có quyền thật song song, như thế mới không lạc vào hai bên, mới hợp vào trung đạo. Hoa sen là chủng loại đặc biệt trong các loài hoa, vừa nở ra thì đồng thời có hoa và có kết hạt, hiển thị quyền thật viên dung, hợp với ý nghĩa trung đạo. Thứ hai, thế giới Ta Bà là dơ uế, Tây Phương Cực Lạc là thanh tịnh. Hoa sen hiển thị thanh tịnh, không dính bụi trần, ý muốn nói rằng Tây Phương tịnh lạc, không có ô nhiễm. Thứ ba, hoa sen tuy thanh tịnh nhưng mọc lên từ bùn lầy, hiển thị Bồ Đề từ phiền não mà chuyển thành, Phật Pháp từ thế gian mà đến. Thứ tư, hoa sen thanh khiết mảnh mai mà vẫn không xa bùn đất, hiển thị Tây Phương tuy thanh tịnh nhưng không cách ly cõi Ta Bà, tượng trưng cho ý nghĩa theo nguyện lực độ sanh mà trở lại Ta Bà. 264. Hỏi: 3 tiêu chuẩn, tính, nguyện và hành đầy đủ, nhưng vẫn còn chú trọng vào tâm niệm trong sát na sau cùng lúc lâm chung. Nếu gặp phải tai họa nước lửa hay là tai nạn xe cộ, không có sự chuẩn bị niệm Phật, như vậy có được vãng sanh không? Đáp: Sau khi có thói quen niệm Phật, gặp tai nạn thì tự nhiên khởi niệm Phật. Chúng ta thấy người ta khi đau khổ thì tự nhiên kêu trời kêu đất, như trời ơi, đất ơi, cha ơi, mẹ ơi. Đó là do thói quen trong cuộc sống. Niệm Phật thuần thục cũng không như thế hay sao? 265. Hỏi: Khi chúng ta vãng sanh về thế giới Tây Phương, thấy Phật và Bồ Tát, cho đến tất cả vật báu, có phải giống như chúng ta nhìn thấy những đồ vật ở tại thế giới Ta Bà này không? Có thể cầm nắm được không? Đáp: Nhìn thấy và cầm nắm được. Trong kinh có nói, tắm gội tại ao báu và việc y vật cúng dường Phật. Nếu như cầm nắm không được thì làm sao đi tắm gội và cúng dường? 266. Hỏi: Thường nghe Thầy nói vãng sanh về 9 phẩm, hạ phẩm hạ sanh thì phải ở trong bào thai hoa sen rất lâu, đợi khi hoa sen nở mới thấy Phật. Trước khi hoa sen nở thì có được tự do trong bào thai hoa sen không? Đáp: Một hoa lớn chừng 10 dặm hoặc là 10 mấy dặm, làm sao có thể nói hành động bị ràng buộc? Tuy nhiên, không thấy được cảnh trang nghiêm, không nghe pháp âm là do chưa hết mê muội. Họ là hạng chúng sanh phạm 10 điều ác, 5 tội ngũ nghịch. Nhờ gặp thiện trí thức chỉ dẫn, đến lúc lâm chung niệm Phật mới được vãng sanh. Chúng ta không tạo tội ngũ nghịch mà còn hằng ngày lo tu hành, nếu như vãng sanh thì không sanh tại hạ phẩm. 267. Hỏi: Bình thường tin vào Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ niệm danh hiệu Quan Thế Âm, lúc lâm chung có được Quan Thế Âm đến tiếp dẫn không?
Đáp: Niệm A-di-đà thì được vãng sanh. Đây là bổn nguyện của Phật A-di-đà. Từ duyên cớ này nên niệm Phật không nhất thiết hồi hướng. Trí tuệ của Quan Thế Âm gồm nhiều phương tiện, từ bi cứu khổ không nhất định tiếp độ chúng sanh. Tuy nhiên, chúng sanh niệm Quan Thế Âm cầu vãng sanh thì cũng theo Quan Thế Âm hóa sanh về cõi Tịnh Độ. Nhưng trong ba kinh của Tịnh Độ đều nói, chúng ta niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ, tốt hơn hết là nên y giáo phụng hành, vâng theo lời chỉ dạy của Phật. 268. Hỏi: Phật Thích Ca Mâu Ni hiện đang ở thế giới nào? Nếu như ở tại thế giới Ta Bà chúng ta, vậy nguyện lực từ bi của Phật đều bình đẳng, tại sao cần phải vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ? Nếu nói thế giới chúng ta là sáu ác, tại sao chỉ duy nhất thế giới này là sáu ác, trong khi mười phương Phật độ và cảnh giới chư thiên đều thanh tịnh an lạc? Đáp: Thứ nhất, Phật có ba thân. Pháp thân biến khắp hư không, mắt phàm không thể nhìn thấy được. Ứng thân là tùy duyên hiển hiện cứu độ chúng sanh. Sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, Phật lại chưa xuất hiện tại thế giới chúng ta. Thứ hai, Phật thì từ bi bình đẳng, nhưng Phật độ lại có phân biệt tịnh và uế. Tịnh độ lạc, uế độ khổ, cho nên cần ly khổ đắc lạc và nên cần vãng sanh Tây Phương. Thứ ba, nguyện lực của Phật có khác nhau. Nguyện lực Phật Thích Ca chuyên hướng đến Ta Bà thế giới để phổ độ chúng sanh. Nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng hướng đến địa ngục để phổ độ chúng sanh. Thứ tư, thiên giới không phải là an lạc trọn vẹn, vì chư thiên cõi dục giới còn có năm tướng suy hao, chư thiên sắc giới còn có ba tai họa lớn, chư thiên vô sắc giới còn chịu luân hồi sanh tử. Vậy sao có thể nói là thanh tịnh an lạc? Thứ năm, chúng sanh trong cảnh tịnh độ hay uế độ đều do nghiệp lực chúng sanh chiêu cảm. 269. Hỏi: Niệm Phật có nhất định phải đọc văn hồi hướng không? Tôi nghĩ đến lúc lâm chung, đau đớn bức bách, tứ đài rã rời, tâm thần hôn mê, sợ rằng khó đọc được văn hồi hướng, vậy thì phải làm sao? Đáp: Văn hồi hướng là thể hiện một phương thức phát khởi nguyện lực. Lúc lâm chung không nhất thiết phải tụng niệm văn hồi hướng. Lúc đó cần sự tịnh niệm tương tục, chính là đã đầy đủ ba tiêu chuẩn vãng sanh. 270. Hỏi: Thế nào là ý nghĩa quyền giáo và thật giáo? Kinh A-di-đà là quyền giáo hay là thật giáo? Đáp: Thật là chân thật bất hư, quyền là phương tiện thiện xảo. Kinh A-di-đà dạy người niệm Phật vãng sanh, vạn người tu, vạn người đắc. Thế giới cực lạc tồn tại xác thực và Phật A-di-đà hiện đang nói Pháp. Lấy tâm cầu Phật, lấy Phật ẩn tâm, tâm Phật bất ly, lý sự rõ ràng là tôn giáo chân thật trong mọi sự chân thật. Nhưng do vì không có người thâm cứu tâm Pháp, khó nhìn sâu vào hàm ý đó, cho nên Phật nói là Pháp khó tin. Hỏi: Khi cha mẹ còn sanh tiền, thường ăn chay trường niệm Phật, phụng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm và họ hưởng thọ 74 tuổi, không biết họ có thể được vãng sanh Tây Phương không? Nếu như muốn siêu độ thì nên dùng phương pháp nào? Đáp: Nhất định phải thực hành pháp môn tịnh độ, tu nhân đó sau này mới có kết quả. Nếu như ăn chay niệm Phật nhưng chuyên cầu phước báu thì chỉ được sanh thiên giới mà thôi. Nhân thế nào thì quả thế ấy. Nếu như muốn siêu độ người đã khuất thì chuyên tâm tu tịnh độ. Nếu như song thân đang sanh tại thiên giới thì nương vào năng lực của bạn mà sanh về cõi cực lạc. Nếu như đã sanh về cực lạc thì nương theo năng lực của bạn mà tăng thêm phẩm vị tại liên phẩm. Liên phẩm nói đủ là chính phẩm hoa sen trong cõi tịnh độ. 272. Hỏi: Mỗi lần tụng niệm, niệm Phật 600 biến, niệm 200 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm 200 danh hiệu Bồ Tát Đại Thế Chí, tụng 7 biến chú Đại Bi, xin hỏi thực hành như vậy có đúng không? Đáp: Thực hành như vậy cũng được, nhưng tăng thêm số niệm Phật thì càng tốt.
nếu như không có nhiều thời gian giảm bớt thời gian niệm Quan Thế Âm đổi thành niệm Phật. 273. Hỏi: đến thời Phật Pháp diệt tận, tất cả kinh điển đều tiêu hết, sau cùng chỉ có lục tự Nam Mô A Di Đà Phật ở trên hư không, nếu chúng sanh niệm sẽ được vãng sanh, như thế thật quá thuận lợi. Thời đó cũng là con người, thời này cũng là con người. Phật là đại từ đại bi cứu độ chúng sanh, tại sao hiện tại không hiện ở trên hư không khiến người niệm Phật vãng sanh, ngược lại chỉ ưu tiên chúng sanh trong thời kỳ Phật Pháp diệt tận? Đáp: hiện tại các chùa đều viết 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên tường, nam nữ già trẻ, tất cả mọi người đều thấy. Đây không phải là hiện tại ở trên hư không hay sao? Huống gì hôm nay lại có nhiều kinh điển, rất nhiều chúng sanh tự giác niệm Phật, lẽ nào mà Phật không ưu tiên cho chúng sanh trong thời hiện tại? Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều thiện hữu tri thức hoằng dương chánh pháp, phát triển chánh tín cho mọi người, lẽ nào hôm nay so với thời kỳ sau là không thuận lợi hơn hay sao? 274. Hỏi: trong thế giới chúng ta đang sống, người nghèo khó và giàu sang, cao quý và bần tiện đều có sự chênh lệch vô cùng, thật là không bình đẳng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có tình trạng như vậy không? Đáp: trăm sông quy về một biển, nước chảy xuôi về biển thì đều trở thành nước biển. Vãng sanh Tây Phương cũng giống như vậy. Tuy có cửu phẩm liên hoa, nhưng sau cùng sẽ chứng quả vị Phật. Chỉ có thời gian tu hành khác biệt, tuyệt đối không có sai biệt giữa sự nghèo khó và giàu sang, cao quý và bần tiện, cũng không còn có luân hồi sanh tử tiếp diễn. 275. Hỏi: có rất nhiều người tinh tấn chuyên tu tịnh nghiệp, lâm chung không được vãng sanh, có phải vì lý do sau đây? Thứ nhất, khó thay đổi nghiệp. Thứ hai, giữ giới không nghiêm túc. Thứ ba, quyên góp tiền của, làm nghề buôn bán, phung phí tiền bạc vào việc không chính đáng, gieo trồng nhân xấu. Thứ tư, đến lúc lâm chung, ác duyên đến quấy rối. Đáp: điều cô vừa nêu tóm gọn vào hai điểm. Một là nghiệp khó chuyển, hai là do giữ giới không nghiêm. Cô nên biết, hai điều đó đương nhiên làm chướng ngại vãng sanh. Nhưng chánh hạnh chủ yếu của vãng sanh là niệm Phật. Chánh hạnh tinh tấn thì trợ hạnh theo đó mà chuyển. Nếu như nhất tâm nhất ý mà niệm Phật thì làm sao mà không chuyển được định nghiệp? Nếu nhất tâm niệm Phật thì không làm điều ác, chỉ làm việc lành thì đâu có phá giới. Thực hành lâu dài như vậy thì tự nhiên lòng thành của mình cảm ứng nguyện lực của Phật A-di-đà, và vấn đề vãng sanh Tây Phương rất dễ dàng. Cô nói người ấy không được vãng sanh là do tính, nguyện và hạnh chưa đầy đủ, chứ không phải là nguyên nhân khác. 276. Hỏi: niệm Phật như thế nào mới có thể không còn khởi vọng niệm? Đáp: tịnh niệm tương tục thì vọng niệm sẽ tự nhiên biến mất. Sau này không nên bận tâm về vấn đề vọng niệm hay không vọng niệm, mà chỉ cần lúc rảnh rỗi hay lúc không làm việc lao nhọc, tâm lực không quên 6 chữ danh hiệu Phật. Đây chính là sự tu niệm tinh tấn không bị thối chuyển. 277. Hỏi: có vị Pháp sư phát nguyện đời đời kiếp kiếp hoằng pháp lợi sanh, không nguyện vãng sanh an dưỡng. Tôi cho rằng nguyện lực này rất đáng kính phục. Nhưng vị Pháp sư đó vẫn còn là người phàm phu, một hơi thở không ra vào là qua đời khác. Hiện tại thì tâm chưa được tự chủ. Vậy hậu quả có thật đáng lo ngại không? Có phải quan điểm của Pháp sư đó là sai lạc và làm người khác nhận thức sai lầm không? Đáp: vãng sanh an dưỡng chính là tăng trưởng trí tuệ và thần thông, theo nguyện lực trở lại ta bà hoằng pháp lợi sanh. Đây là giáo nghĩa căn bản của tịnh độ. Nếu như cho là thực hành riêng mình thì là thật sai lầm. Cô nói về vị Pháp sư đó, nhưng tôi chưa biết rõ thực tế như thế nào. Có thể vị đó đã chứng ngộ, tôi không thể đoán biết được. Nhưng quan điểm vị đó nói ra có thể làm người khác hiểu lầm là điều không thể tránh khỏi. 278. Hỏi: Phật A-di-đà là vua trong các Phật, là vua trong các chú, cách nói đó xuất phát từ kinh điển nào? Đáp:
A-di-đà thân là pháp giới tạng thân, ánh sáng, thọ mạng, tâm từ bi, trí tuệ vô biên, phát 48 nguyện độ chúng sanh. Cho nên nói Ngài là vua của nguyện lực. Danh từ A-di-đà không phiên dịch vì đó là mật chú. Một từ A bao gồm các mẫu tự 84.000 Đà La Ni từ đó mà xuất ra. Đà La Ni gọi là tổng tri, năng tri và năng giá, tức là huân tập tất cả thiện pháp, giữ gìn không cho mất đi và ngăn ngừa các ác pháp không cho phát sanh. Ba tạng thánh giáo và 12 bộ kinh điển đều từ trong đó mà diễn thuyết, nên gọi là vua. Vấn đề này không câu nệ kinh điển nên phải nhắc tới. 279. Hỏi: Giáp và Ất là hai người đồng tu. Giáp phát nguyện rằng: Tôi lúc lâm chung nhất định sanh lên thượng phẩm thượng sanh. Nếu như đài sen bạc và đài sen đồng đến nghinh tiếp thì quyết không vãng sanh, nguyện tái sanh ở cõi Ta Bà. Lý do là tu một ngày ở cõi Ta Bà hơn tu ở cõi Cực Lạc một năm. Còn Ất thì phát nguyện: Tôi không cầu phẩm vị cao thấp, trước mắt có thể vãng sanh thì liền nguyện sanh. Lý do là Bồ Tát cách ấm còn mê, trước hết liễu thoát sanh tử là cách an ổn và thiết thực nhất. Xin hỏi hai người đó, nguyện vọng của ai là xứng đáng nhất? Đáp: Nguyện vọng của Ất là xứng đáng. Giáp nói thì hay nhưng không hiểu hàm ý của tịnh độ. Giáp sai ở điểm là tái sanh Ta Bà đợi giữ kim đài, không hiểu rằng khi sanh Tây Phương thì không còn thối chuyển, chắc chắn sẽ đắc quả vị Phật, tại sao còn lo lắng vấn đề đài sen vàng? Nếu như dẫn Đại sư Hoài Ngọc làm ví dụ, cần phải biết đó chính là Đại sư phát thệ nguyện giữ đài sen vàng khi đang sanh tiền, chứ không phải chọn lựa lúc lâm chung. 280. Hỏi: Người tu tịnh nghiệp muốn kéo dài tuổi thọ để cầu đắc niệm Phật Tam Muội, vãng sanh, tăng cao phẩm vị, cho nên trong thời khóa tụng kinh có niệm thêm danh hiệu Quán Thế Âm và danh hiệu Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật để cầu sự gia trì. Như vậy có được tọa nguyện không? Có hợp với Phật Pháp không? Đáp: Chỉ cần tinh tấn cầu đắc nhất tâm thì có thể đắc được thượng phẩm. Nếu như muốn ở đời lâu để tu đắc thượng phẩm, không chỉ là chấp vào thân kiến mà còn là chấp vào thọ giả kiến. Tâm như vậy có phải là thêm loạn hay không? Thân kiến chính là chấp trước sắc thân không xả, thọ giả kiến chính là chấp trước sự mong muốn kéo dài tuổi thọ và không sẵn sàng vãng sanh. Hỏi: Người tu tịnh nghiệp sanh lòng hổ thẹn sâu sắc rằng một đời khó có thể báo đáp ân tình của người thân, do đó mỗi ngày trong thời khóa tu có niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nguyện thầm cho cha mẹ quá vãng được siêu thăng. Như vậy có được không? Trong văn hồi hướng có nên niệm tưởng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp không? Đáp: Tịnh nghiệp vốn không phải chỉ cho riêng mình. Niệm Phật cần hồi hướng cho chúng sanh. Ân của cha mẹ đời này và đời trước là vô cùng vô tận. Vậy người tu tịnh nghiệp sao không hồi hướng cho họ? Cần niệm danh hiệu Địa Tạng để hồi hướng. Có thể ngoài thời khóa còn phát các nguyện khác. 282. Hỏi: Kinh có dạy, cho dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo thì không hề mất. Mỗi khi hồi đủ nhân duyên thì phải nhận quả báo. Trong khi đó cũng nói một câu niệm Phật có thể làm tiêu trừ 80.000 ức kiếp trọng tội sanh tử. Hai lời dạy trên có mâu thuẫn nhau không? Phàm phu làm sao mà tiêu trừ tội chướng? Đáp: Cách nói trước là khái quát chung về nguyên nhân thọ báo của chúng sanh trong 6 đường luân hồi. Chúng sanh không giác ngộ thì phải tùy nghiệp lực luân hồi, gieo nhân nào thì chịu quả đó. Nghiệp lực không mất, đủ duyên phải thọ báo, đó chính là chúng sanh phóng dật, cho nên phải gánh lấy hậu quả. Cách nói sau chỉ cho chúng sanh do nhờ niệm Phật nên từ mê mà chuyển thành ngộ, từ phàm phu mà chuyển thành thánh nhân. Có cái nhân niệm Phật thì có cái kết quả thành Phật. Cho nên nói
niệm Phật một câu diệt nhiều kiếp tội, phàm phu thành thánh nhân nhanh chóng giống như trở bàn tay. Then chốt là xem mình có chịu trở hay không. Hai lối nói là không có gì mâu thuẫn, chỉ là hàm ý khác nhau. Phàm phu học Phật chính là đi trên con đường giác ngộ. Phật và Bồ Tát cũng do từ phàm phu mà thành. Cho nên, người học Phật sao không tiêu nghiệp chướng? Không tiêu nghiệp chướng thì làm sao thành Phật? 283. Hỏi: mỗi ngày ngồi niệm Phật và hồi hướng, còn niệm thánh hiệu của Quán Thế Âm và Địa Tạng vài trăm lần, và tụng thêm một biến kinh Kim Cang và một biến kinh Phổ Môn, niệm danh hiệu chư Bồ Tát và tụng những bản kinh này, có nên hồi hướng không? Đáp: một việc nhỏ như một hạt bụi cũng phải hồi hướng. 284. Hỏi: tôi từ mùa hạ năm Ngói bắt đầu ăn chay niệm Phật. Mỗi lúc niệm Phật tâm cứ loạn động không ngừng. Không niệm thì vọng niệm dừng lại. Bỗng nhiên lúc sanh khởi niệm ác, trong tâm lại loạn động. Trạng thái tâm như vậy là do niệm Phật cảm ứng hay là do một loại bệnh chướng? Đáp: đó là trạng thái bệnh chướng, nên chí thành sám hối. Phương pháp niệm Phật gồm có niệm Phật âm thanh nhỏ, niệm Phật âm thanh lớn và phương pháp kim cang niệm. Kim cang niệm là niệm Phật chỉ động môi và lưỡi, không phát thành tiếng, niệm nhanh và liên tục mà không phí khí lực. Bạn có thể chọn một phương pháp thích hợp cho chính mình mà niệm. Phương pháp khiến tâm không loạn động là phương pháp hay nhất. Niệm Phật nên tịnh và không nên động. 285. Hỏi: tôi niệm Phật mỗi ngày mấy ngàn, mấy vạn biến, đến nỗi mỗi năm có một ngày cúng tế sinh nhật của Ngọc Hoàng Đại Đế mà cũng không có đủ thời gian để đi, có phải là mang lỗi bất kính vì bỏ qua việc ấy không? Đáp: niệm Phật là vì mục đích tịnh hóa tâm linh, cảm thông với Phật lực gia trì, để chuẩn bị cho lúc lâm chung được vãng sanh cực lạc, đắc quả vị Phật bổ xứ, thành chánh giác. Ngày sinh nhật Ngọc Hoàng Đại Đế vốn là tín ngưỡng của người đời trước, người Phật tử không nên nóng lòng tham gia. Nếu như lòng dạ áy náy không dứt thì cũng đừng nên sát hại sinh vật đem đi cúng tế. Dùng đồ chay để cúng và niệm thầm danh hiệu Phật, nguyện cho họ vãng sanh Tây Phương cực lạc, như vậy mới phù hợp với tinh thần từ bi và bình đẳng của Phật giáo. 286. Hỏi: người vãng sanh Tây Phương thấy điều gì để làm chứng? Đáp: có rất nhiều điềm lành vào giờ phút lâm chung. Điềm lành gọi là đoan tướng, như ánh sáng hào quang, mây lành, hương thơm, cho đến việc biết trước giờ vãng sanh. Người vãng sanh lưu lại những dấu tích về những điềm lành này là đáng tin cậy. 287. Không gian cảnh Tây Phương thường có tiếng nhạc trời, hằng đêm có mưa hoa. Thế giới chúng ta không có nhạc trời và không có mưa hoa, vậy so với Tây Phương có gì khác nhau? Đáp: cảnh trang nghiêm của thế giới cực lạc so với thế giới chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Bạn cho nên nghĩ rằng bầu trời là che khắp đại địa và không có hai dạng. Thực tế, mỗi cảnh trời đều có chỗ không giống nhau, đâu phải chỉ ở cảnh Tây Phương cực lạc đâu. Bầu trời trong thế giới chúng ta cũng có nhiều nơi khác nhau, như bên này thì mưa, bên kia thì tuyết bay, có chỗ thì trời nắng, có chỗ thì gió bão. Cùng trên quả địa cầu mà có nhiều khác biệt như vậy, có gì mà hoài nghi về cảnh trên trời cõi Tây Phương cực lạc? 288. Hỏi: kinh A Di Đà nói, nếu như một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì có thể vãng sanh, vậy người chưa được nhất tâm có thể được vãng sanh hay không? Đáp: chưa được nhất tâm thì lúc lâm chung cần có người hộ niệm. Nếu như không có người hộ niệm thì cần nhiếp tâm niệm Phật, khiến tâm không bị ràng buộc việc đời, cũng có thể được vãng sanh. 289. Hỏi: một khi vãng sanh thì sẽ được bổ nhiệm quả vị Phật, không biết là nhận quả vị Phật ở Tây Phương hay là tại một cõi khác? Đáp: hư không vô tận, thế giới vô tận, tùy xứ bổ nhiệm, không hạn định tại thế giới cực lạc. 290. Hỏi: kinh A Di Đà nói rằng người vãng sanh đều là A Bệ Bạc Trí, từ này có ý nghĩa gì?
Đáp: A Bệ Bạc Trí dịch nghĩa là không còn thối chuyển. Căn cơ trình độ của người trong thế giới chúng ta có sự khác nhau, hoàn cảnh sống cũng khác nhau, tu học tiến bộ và thụt lùi không ổn định, cho nên ít người thành tựu. Trong bất cứ hoàn cảnh thuận hay nghịch đều động tâm. Nếu khuyên họ tu hành một thời gian, khi gặp người khác chế cười hay gặp phải khó khăn thì lại thối tâm. Người được sanh về cõi cực lạc thì tu hành chỉ tiến bộ chứ không bị thụt lùi. Hỏi: Niệm Phật không hồi hướng có thể tiêu diệt được tội nghiệp không? Đáp: Cũng có khả năng tiêu nghiệp, nhưng không bằng thêm pháp hồi hướng. 292. Hỏi: Nghe nói niệm Phật phát thành âm thanh thì có thể độ người và quỷ, niệm thầm thì độ thần thức của mình, điều này có đúng không? Niệm Quán Thế Âm với niệm Phật A Di Đà có hiệu quả giống nhau không? Đáp: Độ mình và độ người, hoặc là đã độ mình và đã độ người, hoàn toàn do nguyện lực của mình, không liên hệ gì đến niệm Phật thành tiếng và niệm Phật không ra tiếng. Niệm Quán Thế Âm và niệm Phật có giống nhau hay không? Thông thường mà nói là giống nhau, nhưng người cầu vãng sanh nên niệm Phật, như vậy mới phù hợp với lời dạy của Phật. 293. Hỏi: Kinh A-di-đà nói đến sáu phương, vậy phương dưới là ở đâu? Đáp: Hẳn nhiên là ở phía dưới thế giới này, nhưng không phải ở dưới đất. Quan sát trái đất giữa không gian có thể hiểu nghĩa lý này. Trái đất tại không gian, trên và dưới, phải và trái là trùng trùng vô tận. Một hành tinh là một thế giới, và phương hướng là danh từ chỉ nương vào một hành tinh làm chuẩn mà giả định. 294. Hỏi: Có người nói với tôi rằng vạn pháp là di tâm. Đáng tiếc, người bình thường chuyên cầu sanh về Tây Phương mà không nhận thức được tự tâm, đó là điều sai lầm. Tổ Huệ Năng nói: Người Đông Phương niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, vậy người Tây Phương niệm Phật cầu sanh về nơi nào? Ông ta bảo tôi đi hỏi vài người niệm Phật, tôi không biết nên trả lời như thế nào. Đáp: Bản thân tôi bất tài, không biết trả lời vấn đề như thế. Ông có thể thỉnh giáo với ông ta khai mở trí tuệ. Thứ nhất, ông ta đọc Pháp Bảo Đàn Kinh bao nhiêu lần và đã ngộ được tâm ý của tổ dạy hay chưa? Thứ hai, đâu là Tây Phương? Thứ ba, tâm ở chỗ nào? Rốt cuộc nó lớn hay là nhỏ? Thứ tư, mặt trời mọc hướng đông và lặn ở hướng tây, còn nếu mặt trời mọc hướng tây thì lặn ở hướng nào? 295. Hỏi: Nghe người ta nói tu tịnh độ chẳng qua là trồng thiện căn mà thôi, đúng không? Đáp: Rất đúng. Cây không có gốc lớn thì làm sao khai hoa kết trái? Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Kinh nói không thể lấy chút thiện căn phước đức làm nhân duyên để sanh về cõi nước đó. Cái lỗi nơi câu nói của người đó là ba từ: chẳng qua là. Thiện ý hay ác ý tạm thời không quan tâm, chỉ nên xem thái độ của câu nói này mới đúng. 296. Hỏi: Có người nói pháp môn tịnh độ là dành cho người hà căn và bà già, còn nếu là người học thức thì sẽ nghiên cứu kinh điển. Đáp: Câu nói này cũng đúng. Thời kỳ chánh pháp thì giới thành tựu, thời kỳ tưởng pháp thì thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp thì niệm Phật thành tựu. Hiện tại không phải là thời kỳ chánh pháp, thì có phải là thời kỳ mạt pháp không? Chúng sanh thời kỳ này có phải là hạ căn không? Vậy tu tịnh độ chính là thời điểm này rồi. Quán kinh có phải vì bà Vi Đề Hy mà nói không? Vi Đề Hy có phải là bà già không? Thế nên tu tịnh độ đương nhiên là độ bà già rồi. Nhưng vấn đề của câu nói này là: lẽ nào người tu tịnh độ đều là hạng người không nghiên cứu kinh điển? Các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh và Long Thọ đều tu tịnh độ, lẽ nào các ngài không thông kinh điển? Thời đại các bậc nho sĩ như Lưu Di Dân, Bạch Cư Dị, Tô Đông Pha,
và Văn Ngạn Bác đều tu tịnh độ, lẽ nào nói họ là hạng người không biết chữ? Lẽ nào có các bậc học rộng hiểu nhiều, nghiên cứu kinh điển, sáng tác văn chương bỏ rơi tịnh độ? Vấn đề này tôi chưa rõ, kính mời các bậc đại học giả trả lời. 297. Hỏi: người tu tịnh nghiệp lúc lâm chung cần phải chánh niệm mới được vãng sanh. Nếu như gặp phải tai họa hay bị trọng bệnh, tâm thần tán loạn thì phải làm sao? Đáp: lâm chung chánh niệm rõ ràng đều do thường ngày nỗ lực tu trì. Nếu như có sự nỗ lực thì lúc gặp tai họa hay lúc bệnh nặng, tâm thần không bị tán loạn. Nhưng mục đích ngăn ngừa chuyện bất đắc xảy ra là cần nên thành lập ban trợ niệm. 298. Hỏi: có người hỏi rằng trên đỉnh đầu của Bồ Tát Quán Thế Âm có hóa Phật và trên đỉnh đầu của Bồ Tát Đại Thế Chí có bình ngọc là có ý nghĩa gì? Đáp: hóa Phật tượng trưng cho từ bi, bình ngọc tượng trưng cho trí tuệ. Hai vị ở hai bên Phật A-di-đà chính là ý nghĩa bi trí vẹn toàn để phổ độ chúng sanh. 299. Hỏi: pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt, nằm ngoài 84.000 pháp môn, phổ cập 3 hạng người tu, gồm có đón căn và tiệm căn. Xin hỏi, Phật A-di-đà thành Phật là 3 đại kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng 3 đại kiếp, có phải là thời gian hai vị Phật đang tu hành thì chưa có pháp tu tịnh độ? Đáp: chư Phật đều có tịnh độ, nhưng trước lúc tỳ kheo Pháp Tạng chưa thành Phật thì chưa có thế giới tịnh độ. 300. Hỏi: pháp môn tịnh độ là thù thắng, vậy tại sao Đức Thế Tôn không khuyên cha mẹ tu pháp môn này để báo hiếu? Đáp: Ma Ha Phu Nhân là mẹ của Phật, khi vừa mới sanh ngài thì đã từ trần và sanh về cõi trời Đao Lợi. Bà Kiều Đàm Di nuôi nấng Phật thì đã xuất gia làm tỳ kheo ni, chứng quả vô sanh. Điều này nói rõ ràng rồi. Vua Tịnh Phạn, cha của Phật, cùng với 60.000 người trong dòng họ Thích đều được Phật khuyên tu tịnh độ. Sự thật này đã được ghi lại trong kinh Đại Bảo Tích, cần phải tìm đọc. Phật tại thế tùy theo căn cơ nói pháp, khiến chúng sanh được giác ngộ. Căn cơ nào nói pháp đó, lẽ nào cứ nhất hướng nói pháp môn tịnh độ? Huống gì khi Phật còn tại thế, chúng sanh căn tánh thông lợi, còn thân cận thầy dạy, 84.000 pháp môn đều là pháp môn giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.